Rồi chào anh em, hôm nay 11 tháng 1 năm 2021 mới về thêm được vài cây sườn cúp MD 50, hàng chuyên đã xem kho điện nhập vài nha. Tiểu phẩm hôm nay anh em nào mà hỏi về sườn MD thì alo là em nha, có hàng lại 4 cây, hàng zin theo xe tiễn cực đẹp, sơn xi zin toàn bộ nha anh em. Cái sườn MD á mình thấy như vậy nha, nhưng mà khi mình càng đánh bát cà na lên là nó càng đỏ nha anh em. Cái màu đỏ MD nó rất là đặc biệt, không có xe nào giống xe nào hết, nghĩa là cái màu đỏ MD nó đặc biệt lắm, khó rất là khó sơn ra. Tất cả là sườn zin MD, hệ đời cao, hàng zin đã xếp kho nội địa nhập về. Mình có ghi mã ABCD, bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Đây là đầu tiên cái cây sườn mã A nha. Sườn zin 100% nha anh em. Tiễn cực đẹp, không lỗi lầm nha. Mình quay từ cây cho anh em xem luôn. Cây đang quay cây mã nha anh em, 4 cây rất là cho anh em về vô MD là 5 7 8 nha. Đây em quay cây cam bơ nha, chung là sườn rất là đẹp. Sơn xi zin toàn bộ hết, đẹp không lỗi lầm. Lâu lắm rồi mới có hàng về nha anh em. Em mới xe nha. Cây anh em có nhu cầu liên hệ mình nha, 0933 996 332.